Hôm nay bàn giao cho bạn cuốn sổ. Ok. Bạn xem hết mặt trong mặt ngoài là khớp hết thông tin rồi đúng không? Ừ. Đây là một gọi là vị khách hàng. Có gọi là khách hàng nhỉ? Đây là em của khách hàng. Em của khách hàng. Ừ. Rất đặc biệt, chị gái nhỉ? Chị gái đúng không? Rồi, chị gái. Chị gái của bạn đang ở bên nước ngoài và mua đất thì nhờ em đứng tên hộ, thì hôm nay là em lên trên này để nhận cuốn sổ. Đợt sau chị về thì ký sang tên cho chị thôi. Ok. Đấy. Cái này cất cẩn thận, hôm nào về đưa cho chị cho thấy nhá. Rồi. Thôi mình ở dưới quê lên thì mình cũng có một chút quà Nam Định. Ở dưới quê mình luôn. Ok, rồi, cảm ơn bạn. Anh em nhá. Rất là tình cảm. Đấy, hôm nay bạn lên đây bạn có quà thì tớ cũng có một chút quà. Cái quà này thì tớ xin phép là sẽ gửi cho chị gái bạn. Đấy, cái quà này thì do là phải vận chuyển về mình cũng Nam Định, thành ra là có thể là tớ sẽ gửi về đấy cho bạn. Ok. Thì mình cũng thay mặt chị mình cảm ơn anh em. Mình xin nhận đấy cho hoa chị mình. Do nó phải mang về cho nên là thôi không bóc. Ok. Đấy thì ví dụ thôi như vậy về thì bạn xem nhà chị ở đâu có chỗ nào đẹp thì treo cho tớ nhá. Rồi ok. Đấy, chúc gia đình mình là luôn luôn thật nhiều sức khỏe và lần này là chị mua nhá, lần sau là em mua. Rồi mình sẽ cố gắng. Ok, cảm ơn anh em nhá. Chúc bạn và gia đình sức khỏe nhá. Okay, hẹn gặp lại bạn một ngày gần nhất. Ok. Ok.